chắc chắn là không, đúng không? Chị cũng vậy. Huy là một người rất là có năng lực và Hương đã từng làm việc, Trinh đã từng làm việc với anh Huy từ thời điểm đó, em biết đúng không ạ? Doanh số của chi nhánh bao giờ cũng sẽ tập trung vào Huy nhiều nhất. Nhưng mà thời điểm này Huy cũng đang bị stress và cũng đang phải rất là nhiều các vấn đề. Ngày mai bọn chị đi học mất 2 ngày nữa. Sau đó thì sẽ họp về kế hoạch năm 2024 mất 7 ngày nữa. Mà khi mà đi họp là sẽ họp cả ngày nên là sẽ không có triển khai được được nhóm. Nên là mọi người làm việc thật sự là nghiêm túc và tự đưa ra kỷ luật cho chính bản thân mình, chứ không phải đến đây làm việc bằng việc là chúng ta tìm đồng đội, tìm niềm vui ở cái công việc này nữa. Nên chị rất là cần các bạn thật sự là chung tay để chúng ta có thể support Huy thời điểm này, để bạn ấy có thể bước được lên nha mọi người nha. Mọi người có quyết tâm không? Có quyết tâm nha. Chị hy vọng là các bạn sẽ có một cái tinh thần vững hơn lên Huy thời điểm hiện tại, và cũng như là cái sự quyết tâm của các bạn mạnh mẽ nhiều hơn. Và chúng ta phải thật sự là kỷ luật với chính bản thân của mỗi người. Sale sẽ có trách nhiệm chăm lại toàn bộ những khách cũ cũng như là chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng thời điểm này em sẽ là người gần như là sẽ chịu trách nhiệm chính về cái phần tăng doanh thu tỷ lệ, cái phần doanh thu thụ động mà hiện tại chăm sóc khách hàng cũng đang bị tụt so với tháng trước. GK Lab là tháng 10 GK Lab doanh số đang là 50 triệu, nhưng mà đến sang tháng thứ 11 thì doanh số chỉ có 30 triệu thôi, đang bị sụt giảm 30% so với tháng trước. Nên là doanh sẽ là phần chăm sóc khách hàng của chị nhé. Và trải nghiệm khách hàng cũng nhắn tin cho chị là các bạn cần phải bám sát mét tốt hơn. Nếu như các bạn không bám sát mét và không chăm mét đều sẽ bị phạt nha. Chị đã xin cho các bạn rất là nhiều rồi, nếu mà cứ xin mãi như này thì không được đâu. Nên mọi người sẽ phải để ý tất cả các vấn đề làm việc của mình, nghiêm túc và tập trung 100% vào công việc của mình, tìm ra mọi vấn đề giải pháp. Có vấn đề về sale hoặc có vấn đề về marketing, chúng ta trao đổi trực tiếp trên group, mang tinh thần là xây dựng để chúng ta cải thiện luôn vấn đề trong ngày hôm đó, chứ không phải để đến ngày hôm sau chúng ta mới vào fix lại vấn đề thì mất một ngày rồi, đúng không ạ? Và các bạn sale hiện tại chị thấy này,